Ở Shopee là mấy cái này tự thưởng chầu quý anh chị xem video ha. Hay là mấy đơn hàng mình mới gói ha. Nó gói với đơn hàng linh tinh với cục pin 350 khách chuyển cọc trước cũ ha. Thì để đó khoảng 10 ngày sau mình mới gửi cho khách ha. Pin 350 mình vừa lấy anh gói thùng xong để đó luôn. Nay mình cũng gửi cái máy cho anh khách quen ảnh ở ấy đặt cái máy 12 khách lớn với F65 ha, 12 khách lớn với con 6 khách lớn đời mới giờ ha, sẽ sẵn gói. Còn con máy này là cấu hình đời mới ha. Đó, đều có hình như vậy hết ha. Đấy. Con máy này là con máy đầu mới ha, hộp bọng chưa vô kịp ha, nên mình quay cụ thể nó độ nặng ha. Còn nặng con máy này là 4.3, nó to hơn hộp kia tí. Dàn đồ này anh em nào đi một và cũng khủng khiếp ha. Đó, đi một giờ này kia nọ, còn thả lạnh lên mấy dàn tụ với đồ lớn nữa, đừng cho anh em thả lạnh ha. Đó, con này là máy khủng khiếp nhất giờ ha, 4.3 ha, nặng là 4.3. Đó, còn bên đây thì con máy này là máy anh khách anh đặt đây, xong hết rồi, giờ chỉ gói hàng giao thôi. Volume sung thì cũng gặp hết rồi ha. Đó, đây là máy này nặng là 3.3 ha. 3.3 và 40. Đó, con này với con 6 khách này là giao cho anh khách đây đang soạn đồ giao ha. Đó, còn máy là máy đi bộ à, với lại xuồng đương đương anh em chắc ăn chơi cũng bao ngon à, anh lấy cặp ha. Anh này coi anh Thanh là trước anh lấy cục pin 280 rồi, giờ anh lấy thêm combo hai bộ này ha, hai bộ máy chung luôn, 1.5 kg 50 55 ha. Máy bán thì sẽ gồm theo là cò bóp ha, dây mát, máy xuồng thì có cộng dây mát với cộng dây cò bóp ha. Đó, về này anh đi một giọt ha. Nó có hình pin với máy cũng khiếp giờ ha. Còn bên đây là mấy cục pin đang test xả ha. Nó sẽ sẵn giao cho anh em, anh em cần có lô em. Pin bọng máy móc ha, cái còn ít ít à. Còn pin thì anh em nào về mua rồi tranh thủ mua ha, pin thì không còn nhiều nữa. Máy thì mình xử lý máy nào xong cái ha, máy xả thì nói chung là chạy suốt ha, có ngày sáng đêm luôn. Cho xử lý kịp ha. Còn đây dưới đây còn pin ít nó xong rồi ha. Đó. Còn mấy cục pin anh em nào mua loại nào cứ alo mình tư vấn cho nó dễ, cứ alo trực tiếp mình tư vấn cho nó dễ ha. Tại vì pin cái còn cái không. Đó, còn hộp đen này hổm giờ pin 250 280 hay gì 175 gì đó mình cũng còn mấy cái hay gì. Đó thì sẽ báo sao ha. Còn là bình này bình xe điện. Con này là mạch ha. Mạch này mình chưa chắc lên nè. Mai chắc lên cho gọn, trên đây nguyên một dàn mạch đồ ha. Đó, máy móc đồ đạc mình lên theo mạch yêu cầu mình hết, không phải lo. Đó, nhỏ lớn hộp bọng ha, linh kiện này kia có đầy đủ hết. Đó, xử lý phục vụ cho anh em. Cần xa ha. Còn mấy cái hình pin thì không còn nhiều, kho cũng không còn nhiều nên mình cũng không có quay nhiều ha. Đó, anh em cần nào cứ alo em. Pin bọng máy móc test ha. Đó, có đầy kia đầy đủ hết luôn. Anh em cần cái nào cứ alo em. Máy móc thì những cây có sẵn, cây không sẵn ha. Đó, anh em nào đặt gì dùng tỉnh nào đó cứ alo mình thì mình giao thôi. Đó, lên sẵn vậy ha. Mỗi người ta xài mục đích khác nhau nên mình làm cái cách thì mình mới giao ha. Nó khác nhau. Hoàn toàn anh em cần nào cứ alo em cái nấy.